Hòa Ái và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Sáu ngày 19 tháng 2 năm 2016 với một số tin tức đáng chú ý. Phiên xử phúc thẩm thiếu niên 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn về tội cố tình gây thương tích dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 3. Việt Nam phản đối Trung Quốc bố trí tên lửa phòng không và xây dựng căn cứ trực thăng quân sự tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Kính thưa quý khán thính giả, phiên xử phúc thẩm thiếu niên 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn về tội cố tình gây thương tích dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 3 tới đây tại Tòa Nhân dân tỉnh Long An. Luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong 10 luật sư bào chữa cho bị can Trung Tuấn, cho biết thông tin này hôm nay. Vừa qua vào ngày 1 tháng 2, phiên tòa phúc thẩm đối với em này đã bị hoãn vì lý do vắng mặt người bị hại và cha mẹ của em không được đến phiên tòa. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 11 năm 2015, tòa đã sử dụng bản giám định của Pháp Y Long An với kết luận kết quả thương tật là 35% đối với người bị hại là công an Nguyễn Văn Thủy để kết án thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, trả lời Đài Á Châu Tự Do vài tuần trước đây, luật sư Nguyễn Văn Miến cho biết có hai bản giám định thương tật. Một của Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận ông Thủy bị phỏng hóa chất 10% và một bản của Pháp Y Long An với kết quả thương tật 35%. Chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi ông Thủy này được xuất viện, trong đó đã ghi rõ là ông ta bị phỏng bằng hóa chất là 10% độ 2AB. Tuy nhiên là khi về tới Long An thì Pháp Y Long An giám định lại thì cái bản giám định pháp y sẽ là cái căn cứ mà để kết tội em Tuấn. Thì họ đã giám định và kết luận là ông Thủy này đã bị thương tật là 35%. Trong khi đó, cái lỗi của em Tuấn trong cái độ tuổi của em và theo điều luật quy định thì em chỉ chịu trách nhiệm hình sự về cái lỗi cố ý với mức thương tật là từ 31% trở lên. Tức là nó cái mức đó là cái bên giám định họ đã hướng tới. Tức nếu như họ giám định dưới 31%, cụ thể là từ 30% trở xuống, thì em Tuấn sẽ được thoát tội, tức là không phải truy tố nữa. Cũng theo lời luật sư Miến, nếu như dùng bản giám định của Bệnh viện Chợ Rẫy 10%, thì em Tuấn không phải ra tòa theo tội cố ý gây thương tích, khoảng 3 điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thưa quý vị, chính quyền Hà Nội hôm nay lên tiếng phản đối việc Trung Quốc bố trí tên lửa phòng không và xây dựng căn cứ trực thăng quân sự tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vấn đề vừa nêu sau 2 ngày truyền thông quốc tế loan tin Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không HQ-9 ra đảo Phú Lâm. Trước đó, trang mạng Diplomat cũng đưa hình ảnh về căn cứ trực thăng quân sự trên đảo Quang Hòa, cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc xây dựng. Bên cạnh đó là hoạt động bồi đắp tại hai đảo khác nữa cũng ở Hoàng Sa. Hôm nay, phát ngôn nhân Lê Hải Bình trong cuộc họp báo ở Hà Nội nói với báo giới là Việt Nam hết sức quan ngại về các hành động như vừa nêu do phía Trung Quốc tiến hành. Ông Bình gọi đó là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực, cũng như an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng về việc Trung Quốc đưa tên lửa phòng không ra đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Hôm nay, Australia và New Zealand mạnh mẽ yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế không gây thêm căng thẳng tại khu vực tranh chấp Biển Đông. Thủ tướng Malcolm Turnbull của Australia sau cuộc gặp người tương nhiệm New Zealand John Key tại Sydney lên tiếng kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông tránh không xây đảo, không quân sự hóa các đảo hiện hữu cũng như không cải tạo đất đá. Theo Thủ tướng Australia, thì việc bảo đảm giảm bớt căng thẳng là điều tuyệt đối thiết yếu. Và cuối cùng, tin liên quan đến Hải quân Việt Nam và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tiến hành diễn tập chung trong tuần này. Hãng tin Kyodo của Nhật loan tin này hôm qua cho biết cuộc diễn tập chung kéo dài từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 và nằm trong khuôn khổ hợp tác chung Việt-Nhật về nâng cao năng lực hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai, có tính đến tình hình ở Biển Đông, cụ thể là tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và kiềm chế Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông. Kyodo cho biết thêm,
một đội của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản với hai máy bay tuần tra B-3C tham gia cuộc diễn tập. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị từng lưỡi ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achau.tuyo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Hoài và Trung Khang xin kính chào tạm biệt.